chào các bạn đến với tin nhanh 24/7. Easter 155 Webinar 2010 có mạnh mẽ hơn cả các chiếc E15 V3 khi hưởng động cơ từ cái mẫu xe này. Có rất nhiều thông tin về cái chiếc Easter 155 VBA 2020 sẽ được ra mắt vào cuối tháng 8 này với một cái khối động cơ trừ hưởng từ cái chiếc Yamaha E15 V3.0, được trang bị trên mình cái công nghệ là VBA và D+. Vậy khi được trang bị cái công nghệ này, cái chiếc Easter 155 2020 có thực sự vượt mặt đối thủ Winner X hay không? Được biết cái động cơ của chiếc E15 V3 là có động cơ SOC standard làm mát dung dịch với một cái dung tích là 155cc, công nghệ lập van biến thiên VBA kết hợp cùng với hộp số còn tài sau cấp, công suất đa 14.2 kW, tương đương là 19.3 PS tại vòng tua 10.000 vòng trên phút, cùng với cái moment tấn cực đại 14.7 Nm tại vòng tua 8.500 vòng trên phút. Nếu được trang bị động cơ này trên cái chiếc Easter 155 2010 thì thật sự là quá tuyệt vời. Tính thời điểm hiện tại thì cái chiếc E15 V3 cho cái công suất tối đa lên đến là 19.3 mã lực, một con số khẳng định mã lực mạnh nhất phân khúc là xe con tài 150 mã khối. Bên cạnh đó, ta có thấy rằng cái trọng lượng của cái chiếc E15 V3 chỉ dừng ở mức 137 kg, trong khi cái chiếc Easter 110 hiện tại chỉ có 117 kg, chênh lệch gần 20 kg. Nếu chắc hẳn các cái khối động cơ của cái chiếc E15 V3 lên cái chiếc Easter 155 sẽ khiến chiếc xe này bốc và đạt tốc độ cao hơn so với cái E15 V3. Chắc hẳn rằng chúng ta đang háo hức chờ đợi cái sự hiện diện của cái chiếc Easter 155 2010 trong cái tháng 8 này. Trên thực tế thì chưa có bất cứ những thông tin chính thức về cái mẫu xe Easter 155 VBA từ phía đại diện của nhà Yamaha. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng thông tin bí mật ra mắt mỗi chiếc xe đều đến là phút chót mới lộ diện. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về việc ra mắt cái mẫu xe mới này. Raceboy Việt Nam hồi sinh cái mâm 10 cây dành cho Suzuki Raider FE 1.10 với một cái diện mạo tươi mới hơn. Đây là một cái tin vui dành cho những tín đồ của nhà Suzuki khi mới đây Raceboy Việt Nam vừa có những thông báo chính thức sẽ phân phối một cái mẫu mâm 10 cây dành cho thị trường những dòng như Raider Saga ở thị trường trong nước với mức giá bán đầy hấp dẫn. Theo nguồn tin từ Raceboy Việt Nam đưa ra thì cái sản phẩm hiện nay chỉ có một cái bào đen duy nhất và đang có mặt ở trên đường tất cả những hồ sơ cuối cùng trước khi được nhập khẩu cho nước ta. Đây được xem là một tin vui với những anh em chơi Raider hoặc là Saga, bởi hiện nay ở trên thị trường chưa có một cái mẫu mâm nào có thiết kế dành riêng cho cái dòng xe này sử dụng mà không cần phải chế giáo gì cả. Về phần kích thước thì bản mâm này có phần là to lớn hơn chim, với kích thước ở phía trước là 1.6 và ở phía sau là 2.15. Như vậy phần bánh sau có thể lên cái lớp size là lớn hơn. Và được biết đây là thông số mâm tiêu chuẩn được dùng trong những mùa giải đua của cái dòng Saga Raider ở một số quốc gia Đông Nam Á. Ngoài những thông số bánh sau to hơn, còn có tất cả những chi tiết đều không khác gì bộ mâm nguyên bản của chiếc Raider. Ta có thể tận dụng lại cái đĩa phanh, bạc đạn, ống chỉ mà không cần chế cháo một cái chi tiết nào. Đây là một cái điểm cộng rất lớn cho những cái sản phẩm của nhà Raceboy. Và cách đây hơn 6 năm cũng đã xuất hiện cái mẫu mâm Raceboy 10 cây các đời đầu tiên dành cho những dòng Saga Raider Sunker. Đã có ngày ấy với kích thước ở trước là 1.6 và phía sau là 1.85, tương đương với mâm xin. Điểm nhấn của nó là có phần cốt giữa là vô cùng to lớn, đặc trưng của cái dòng mâm Raceboy, có thể dùng cho tất cả những chiếc Raider Saga FE hiện nay vẫn được. Nhưng vì cái hàng không được sản xuất nên rất hiếm, dường như cũng đã bị tuyệt chủng ở trên thị trường, nên em chơi xe phải mua sang tay với nhau với mức giá từ 4-5 triệu đồng cặp, một con số mà không phải ai cũng dám bỏ ra để làm đẹp cho cái chiếc xe cừ của mình.
Một nguồn tin cũng cho hay cái sản phẩm mới này được bán ra với mức giá dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng một cặp. Đây quả thật là một cái tin vui đúng không các chàng trai của nhà Suki. Hiện nay tất cả những món đồ chơi Fastboy đã nhập khẩu chính hãng Việt Nam với đủ tem nhãn chống hàng giả cũng như những chế độ bảo hành được bán cũng rất ổn định. Các sản phẩm của nhà Fastboy đang được các cửa hàng shop bán đồ chơi xe được bán chính hãng.